Vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai quán triệt và kịp thời cụ thể hóa nghị định. Các chủ trương, chương trình, kế hoạch của tỉnh được các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc chặt chẽ. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp về ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh được nâng lên. Tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa xã hội luôn được quan tâm, thế trận lòng dân được giữ vững. Tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ không ngừng nâng lên. Phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh luôn gắn chặt với bố trí thế trận quốc phòng an ninh theo tư tưởng chỉ đạo. Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Hệ thống văn kiện trong khu vực phòng thủ thường xuyên điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế tình hình của địa phương. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đi vào chiều sâu, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục sắp xếp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho từng cán bộ đảng viên thống nhất về nhận thức và hành động. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế xã hội phải gắn với củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, quy hoạch và phát triển khoa học công nghệ kết hợp chặt chẽ với ứng dụng khoa học trong khu vực phòng thủ, từng bước nâng cao trình độ, năng lực khoa học công nghệ của các lực lượng trong khu vực phòng thủ, nhất là lực lượng vũ trang, coi trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Lực lượng vũ trang được trang bị và huấn luyện có đủ khả năng đối phó với chiến tranh công nghệ cao khi có tình huống xảy ra. Đồng thời nâng cao vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của từng địa phương vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm Văn Thiều khẳng định, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết số 28 khóa 10 và kết luận số 64 của Bộ Chính trị, nghị định số 21 của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ và nhân dân với nhiều nội dung hình thức phù hợp linh hoạt, thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Đồng thời tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội mang tính lưỡng dụng, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu dân sinh, vừa đáp ứng nhu cầu quốc phòng an ninh. Dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ 5 năm qua được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.